Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Baby Boy Money TV. Ngày hôm nay là ngày thứ tư của dịp nghỉ lễ, nhân dịp toàn dân chủ động tự cách ly tại nhà. Và bởi vì đã có rất là nhiều bạn comment là muốn xem cái series cả nhà mình sẽ làm gì trong những ngày này, cho nên ngày hôm nay mình đã sang đến nhà chị gái mình. Cách đây vài ngày thì là mình đã đi sang xưởng và mang cái máy làm bia về rồi, nhưng không hiểu sao cái vlog đấy sau khi vợ chồng mình quay xong thì lại bị hỏng tiếng. Thế cho nên là ngày hôm nay mình đã sang bên nhà chị gái mình. Một tin rất vui là chị gái mình đã sắp sửa đập toàn bộ căn nhà này đi, sẽ xây lại. Vì thế là bây giờ chị đang ở trong quá trình chuẩn bị dọn dẹp, xây sửa nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem quá trình sống cực kỳ healthy của chị gái mình. Con dân Hà Nội và toàn quốc khác lúc này thì ngoài một cái việc rất nóng ra là dịch bệnh thì toàn bộ phụ nữ của đất nước Việt Nam lúc này đang chui vào trong group yêu bếp và háo hức bàn chuyện đời sống bếp núc cũng như các ông trùm quốc dân, máy rửa bát và cuộc sống xanh sạch sẽ. Cách ly! What? Cô cần nước không? Tóm lại là bây giờ chúng ta sẽ sang bên này và xem khi những người phụ nữ ở nhà và dọn bếp, bởi vì không có gì làm mùa dịch, cũng như là hỏi những bí quyết sống sót ở nhà thật là vui vẻ trong mùa dịch thì như thế nào. Xin chào, xin chị hãy giới thiệu thật là nhanh về mình. Ta là Quỳnh Một. Và vấn đề nó ở chỗ rằng là tất cả mọi người đều bảo rằng là những cái ngày mà cách ly ở trong nhà là những ngày vô cùng nguy hiểm, bởi vì khi mà lao vào để shopping online, điều đấy có nghĩa là bạn đang sa chân vào những cái hố vôi hết lần này đến lần khác. Và đây là một trong những cái hố vôi mà vừa mới sa chân vào. Đây là một cái cách để sống một đời sống xanh, sạch, đẹp, không túi ni lông, hạn chế những cái đồ thế nào nhỉ, tái chế, à quên nhầm, đồ thải độc ra môi trường. Và mình vừa mới đặt một cái bộ hộp Tube, phải biết đọc thì có đúng không? Mình cũng không nhớ tên nó là gì. Nhưng mà thiên hạ đồn rằng là nó sẽ đựng đồ, các thứ đồ ăn sẽ rất là tốt. Và qua đấy thì sẽ có thể đựng được tất cả những thứ gì cả thế giới luôn của cả cái tủ lạnh này. Một cái hộp này nó có bao gồm rất là nhiều những cái hộp khác nhau. Mà theo như mình nhớ là các bạn ấy giới thiệu là có 13 chiếc tất cả. Và với 13 cái hộp này thì có thể đựng được rau này, thủy quả này, rồi thì là thịt, cá, trứng, gạo, các thứ vân vân. À không, không có gạo. Nó chỉ là đồ để đựng ngăn mát và ngăn đông thôi. Cho nên là cái bộ này sẽ giúp cho mình bảo quản tất cả các đồ ở trong tủ lạnh với một cái mùi vị thơm ngon nhất có thể. Cái này có gọi là tích trữ không? Thật ra mà nói thì với gia đình người khác thì có thể coi là tích trữ. Nhất là một tuần mà đi chợ cùng một lúc có thể mua đến 20 cân cam, 5 cân táo, 3 cân lê, 10 cái hộp cái quả tím tím bên đây là gì nhỉ? Việt quất. 2 thùng, mỗi thùng 12 hộp sữa chua. 3 con gà, 2 con ngam, 5 con cá thì có thể coi đấy là một loại tích trữ. Nhưng với mình thì nó chỉ là shopping thông thường thôi. Vì mình nghĩ rằng là trong tất cả các thú vui của con người thì không có cái gì có thể so được với ăn uống. Cho nên mình thường xuyên tổ chức các buổi ăn uống tại nhà. Vì ăn uống không chỉ đơn giản là một vấn đề giải quyết nhu cầu của cơ thể, mà nó còn là một hoạt động xã hội. Thật ra lúc ban đầu em chỉ hỏi chị giới thiệu về mình, tức là tên tuổi và nghề nghiệp. Xin lỗi. Mình là Quỳnh Một, nghề nghiệp nhà báo, nhà văn. Tất nhiên là với lại cái danh xưng nhà văn mà rất nhiều bạn vẫn gọi mình, thì mình xin được giới thiệu là quyển sách cuối cùng mà mình viết thì nó đã được in cách đây độ khoảng 5 hay 7 năm gì đấy. À, hồi dịch MERS. Đây, có thể nói là vô cùng hài lòng với lại cái lô đồ hộp này. Và chúng ta sẽ thử cho một số thứ và xem.
Nhưng mà trước hết thì mình cũng vẫn phải kiểm tra xem là cái nào là cái đồ để chữ đông, còn cái nào là cái đồ để ngăn mát. Bởi vì là hai chức năng của chữ đông và ngăn mát rõ ràng là nó có khác nhau. Cách đây một vài hôm mình đã có rất là sung sướng để một số đồ linh tinh và ngăn mát, và sau đấy thì mình phát hiện ra là khi bỏ những cái thứ đấy lên trên ngăn đông, lôi ra thì nó sẽ vỡ toang cả ra. Ủa, cái này cũng không phải là nhựa à? Cái này nó là nhựa nhưng nó là nhựa xịn, để sử dụng một cách chuyên dụng, dùng đi dùng lại. Và các bạn bây giờ khi mà đi chợ thì thường thường là có thể mang theo làn và những cái đồ này để đựng luôn, không cần phải sử dụng túi ni lông nữa. Và cái việc đấy nó sẽ khiến cho đồ ăn thế lại. Bây giờ các bạn có thể khám phá cái tủ Cider kìa. Hiện nay thì cái tủ này nó đang tương đối là bừa bộn, bởi vì là ngày hôm qua các đồ được chuyển đến và mình chưa kịp sắp xếp gì. Anh có thể bỏ cái đống này của anh ra được không? Đây là đống để chồng mình nhậu nhẹt và ăn uống. Tức là trong cái túi này có đồ của chồng chị và còn lại cả cái tủ lạnh thì là của chị. Đúng thế. Những hôm trước thì mời mọc bạn bè rất là nhiều, nhưng mà như đến 2-3 hôm nay thì chính thức là cách ly toàn tập. Ok, rồi. Đây này, chị có đặt rau sạch từ trang trại khu vườn trên mây của các bạn ở trên Mộc Châu. Đồ đấy là các bạn ấy trồng hữu cơ, nhưng mà vì là chưa có hộp cho nên là đã phải đựng một cách rất là nhom nhem như thế này. Mặc dù là những cái thùng như thế này mà bảo quản tốt ấy thì có thể để được đến mười mấy ngày, rất là ok. Nhưng mà hiện nay thì không có, cho nên là phải mua đồ về, và tí nữa là mình sẽ thí nghiệm để làm sạch và bỏ đồ vào trong những cái này. Như các bạn có thể thấy ở đây thì các chị em phụ nữ trữ rất là nhiều đồ ăn trong tủ lạnh và dùng vô số túi ni lông luôn, mà như thế này là rất là có hại cho môi trường. Chính vì thế mà dạo này dễ một cái phong trào đấy là sử dụng những cái hộp nhựa như thế này để mang theo trong khi đi chợ, đi siêu thị, và khi mà về đến nhà sẽ cất thẳng vào trong đổ tủ như này và sẽ không phải dùng cái số túi ni lông này nữa. Như vậy là rất tốt. Thật ra thì khi mà phải ở nhà quá lâu như thế này, các chị em bắt đầu trở nên sạch sẽ hơn này, quan tâm đến gia đình rồi con cái này. Trên thực tế là không có việc gì để làm cả, và mình cũng sẽ dọn luôn những cái loại chai lọ các thứ linh tinh lang tang, có rất là nhiều thứ ở trong này mà có lẽ là nó sẽ có tuổi từ thập niên trước, không hiểu sao bây giờ nó vẫn còn có thể tồn tại ở trong tủ lạnh. Đưa thì Khánh ăn cho. Cái này là củ cải của Hạnh Hin. Đây, đừng chúng ta rồi. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều. Hai cái này có thể bỏ này. Thôi người, anh cứ để đấy, em tự sắp xếp, anh đừng quản lý cái tủ lạnh của em. Đấy là thế giới của ta, chê ra. Đây là một căn bếp rất điển hình trong đời sống người phụ nữ Việt Nam ở những năm 2020 mùa Covid thứ nhất. Chúng ta có những gì ở đây? Trong lúc người phụ nữ này đang lôi hết đồ ống tủ lạnh của chị ta ra, chúng ta sẽ đi tham quan. Bao gồm có một cái máy lọc nước, một cái máy nướng cỡ nhỏ, một tỷ những thứ ba linh nhăng hỗn lộn gì đấy, một cái tủ lạnh. Thật ra thì cái bếp này có rất là nhiều thứ. Nó có cả lò vi sóng, nó có tất cả những cái máy linh tinh lang tang mà vẫn dùng. Nhưng mà vì là quyết định là đã đập rồi cho nên là cách đây mấy ngày thì đã dọn tương đối là sạch sẽ. Và nguồn cơn của việc đập bếp đây nó đã đến từ một cái máy rửa bát. Đầu tiên mình chỉ định mua một cái máy rửa bát thôi. Sau đấy thì cái người bán máy rửa bát, tức là một người bạn của mình, đến và có tư vấn về các vị trí đặt ABCDXYZ này kia này đó. Sau đấy thì có thở dài một cách ngã một và bảo rằng là thật ra thì muốn cải thiện đẹp thì cũng ok thôi, nhưng mà dẫu sao thì cái bếp này nó cũng là một cái bếp theo phong thái cũ rồi, mày nên đập cái bếp này đi để làm lại. Ok, vì một cái máy rửa bát mà đập cả một cái bếp có quá đáng quá không? Sau đấy thì mình đã rủ dê Phan Anh đi ship kitchen gì gì đó đến để hỏi han về vấn đề bếp. Không hủy. Tất nhiên là bạn ấy có tư vấn, và sau khi mà tư vấn về chuyện đập bếp và sửa thì bạn ấy thở dài nán nuột và nói rằng ta nghĩ rằng mày nên đập cả cái nhà đấy đi để xây lại. Và đấy thực sự là một quả bom thảm họa, vì nó kéo dài theo một những cái chuỗi ngày rất là ám ảnh của tôi. Cuối cùng thì mình đã quyết định là đập nhà đi xây lại đó.
Đêm nào kể từ hôm đó, nhà báo Quỳnh Hương cũng nghe văng vẳng bên tai, đập nhà. Nhưng mà trước tiên, để mà đập được nhà thì phải dọn đông đủ quá. Đây là công cuộc dọn nhà của chị gái mình. Đây là anh rể mình. Hello. Hi. Anh rể đang làm gì đấy? Anh rể đang lục lọi đồ đạc. Biết đâu anh rể cất vàng ở trong đấy. Thấy bảo chị em mình dọn bếp hay lập tức thì đi vào. Này, đang bảo dọn bếp để em còn quay vlog, sao lại chạy ra đây ngồi nhắn tin? Đang xem không? Đang xem là hộp này thì hộp nào là hộp đựng đông, còn hộp nào là đựng ngăn mát. Ok, có kết quả rồi. Đây là những thứ để ngăn mát này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ok lắm. Còn toàn bộ những cái này có thể để được ngăn đông. Như thế thì mới chỉ nhìn sơ qua thôi đã thấy rằng là cái đống rau củ quả này ấy, là sẽ không đủ cho cái đống hộp này. Mình vừa mới mua cái đống hộp này có tất cả là 15 hộp. Và nếu mà nhìn như thế này thì chắc là phải mua một bộ nữa rồi. Tình hình là bây giờ đến phút thứ 9 mà chị gái mình thậm chí còn chưa bắt đầu xếp rau vào hộp. Mà một cái vlog quá 12 phút người ta ít xem lắm. Có đây. Phải là cây yêu hoặc A đâu. Đây. Ta dễ thử xem thế này. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái dạng hộp như thế này. Về mặt cơ bản thì trước đây mình có một số cái cách bảo quản ớt khá là phổ thông. Khi mà mình mua hàng cân ớt Sài Gòn hoặc là ớt Đà Nẵng ra. Bởi vì ớt quả ngoài miền Bắc này thì đúng là không ngon bằng. Ví dụ như quả hỏng như thế này là phải vứt đi. Đấy, thì chúng ta có thể đóng lại và giữ như thế này. Thì đồ nó sẽ để được rất là lâu và không có mùi gì ở trong tủ cả. Thật sự mà nói thì chanh có cần bảo quản bằng hộp không? Nhưng mà mục đích của câu chuyện này là vứt bỏ hết túi ni lông cơ mà. Ok, chúng ta sẽ thử tiếp với lại cải cầu vồng. Đây là cải được đưa xuống từ Mộc Châu. Về mặt lý thuyết chỉ cần xếp thật là gọn gàng vào trong hộp thôi. Và sau khi mà mang ra sử dụng thì nó sẽ không bị mất vitamin hay là cũng sẽ không bị héo. Mình sẽ thử xem là cái độ phù hợp của nó đến đâu sau khi mà xếp cái cải cầu vồng kiểu như thế này. Như các bạn có thể thấy thì có rất là nhiều việc để chúng ta làm trong thời gian nghỉ dịch này. Dọn nhà, dọn bếp, dọn toilet. Nhưng mà chắc chắn là trong các khâu dọn thì dọn bếp sẽ là vui nhất. Đúng rồi. Và dọn bếp thì có thể tìm thấy những thứ đã được tồn tại từ những thập niên nào đó mà mình cũng không biết đấy chứ. Từ hồi dịch MERS. Đây là cây súp lơ. Chị okay. Tích chữ lắm rau quá. Không, cái đống rau này là của khu vườn trên mây chuyển xuống hôm qua. Và nói thật sự luôn là nhìn thì nhiều thế này thôi, nhưng mình chỉ ăn 2-3 bữa là hết. Vì một bữa thì mình có thể ăn hết một cân rau. Tất nhiên là đấy là sau khi mà mình đã tráng miệng một cân thịt rồi. Đất nước còn đang khó khăn, chị nói thế này sẽ bị dislike đấy. Không sao, mình nói những lời như thế là thành thật mà. Bởi vì là rau thì nếu mà các bạn nào mà có thể tự canh tác thì sẽ biết rằng là với một diện tích sân thượng độ khoảng 25m2, nếu mà khéo trồng thì có thể cung cấp được đủ đồ ăn cho cả gia đình. Đây, mình sẽ để sắp xếp như thế này. Chà, sắp hết thời lượng được phát sóng rồi. Mình không thể làm nhanh hơn được. Bạn có thể cắt đi được không? Nhưng mà từ nãy giờ chị rất là hài hước. Không, kệ ta. Bởi vì là số lượng chữ đông nó đang không phải là nhiều lắm, cho nên là mình sẽ để tận dụng những cái khay để chữ đông thành để cả đồ ngăn mát nữa. Hình như là theo mình hiểu là đồ mà đang những cái hộp để ở chữ đông ấy thì có thể cất ở ngăn mát, nhưng mà hình như là không được làm ngược lại thì phải. Cho nên là nếu như mà làm ngược lại thì nó sẽ bị dễ hỏng. Trông cái này cũng gọn gàng hơn là để một đống túi ni lông tủ lạnh đấy. Tất nhiên là như thế, khi mà xếp vào thì sẽ có cảm giác rõ rệt về chuyện rằng là quy hoạch được đồ. Bởi vì khi mà lùng bùng mở một đống túi ni lông ra chẳng biết cái gì được cái gì cả thì sẽ rất là khó để mà có thể sử dụng. Đây này, ví dụ như cái túi này nhá, mình đã để rất là lâu rau răm rồi này. Và bây giờ mà muốn tái sử dụng thì sẽ phải nhặt lại toàn bộ cái đống này, không thể để nó như này được. Những cái thứ đồ, ví dụ như là cái
cái rau rau dền ta này chẳng hạn thì cũng có thể sử dụng được, thì cũng vẫn phải cho vào trong hộp. Cho vào trong hộp nó không chỉ có tác dụng là làm cho cái tủ nó gọn gàng hơn, mà nó còn khiến cho cái độ tươi ngon của rau bảo quản được lâu hơn rất là nhiều. Màu sắc các thứ vân vân đều ổn hơn. Chắc tí nữa phải là tên cái vlog này tích trữ đồ một cách văn minh. Đấy, thì có thể thấy là tất cả cái túi ni lông dồn vào đây ấy, sẽ là rất là một lượng rất là lớn luôn ấy, chứ nó không hề nhỏ thế nào đâu. Vừa sạch vừa gọn. Thấy nhiều túi ni lông không? Như vậy rất là hại cho môi trường đấy. Yeah. Ngoài việc làm nhà báo, nhà văn, chị gái mình còn có một khối lượng kiến thức khổng lồ về việc hút mũi trẻ con. Thật ra đấy là một trong những niềm say mê của ta. Chăm sóc một đứa trẻ con như thế nào đấy để cho nó có thể đảm bảo được sức khỏe. Trong đấy có những việc liên quan đến hút mũi này, hay là thậm chí là xử lý các vấn đề táo bón này, ABCD gì đó. Ý chị ở đây chính là móc đít. Đó. Đấy các bạn nhìn này, vừa sạch vừa gọn. Trong cái quá trình mà xử lý những cái đồ như thế này thì mình cũng thấy là nhìn cũng đã thấy ngon mắt hơn bao nhiêu rồi. Mặc dù là bây giờ mình đã phát hiện ra là quả thực cái đống hộp này nó sẽ không đủ cho cái nhu cầu của mình. Mình sẽ phải mua thêm một cái set giống như thế này nữa. Đó. Các bạn thấy không? Khi đi chợ chỉ phải cầm theo bỏ vào trong làn này rất là tiện. Không phải túi rất lỉnh kỉnh như thế kia nữa. Nếu các bạn nào muốn xem nhiều hơn về cách chị gái mình bảo quản rau củ cũng như là thịt hoặc nấu cơm, chị gái mình nấu cơm rất là ngon chứ không ai giống mình. Mình chính là loại phụ nữ đội một đĩa được phụ trong vòng 20 phút trong truyền thuyết. Thì hãy thả comment và like, hoặc nếu các bạn muốn xem chị gái mình hút mũi các cháu của chị ta thì cũng hãy thả like và comment. Thậm chí là ngay bây giờ khi mà bọn nó không hề có một vấn đề gì về đường mũi họng cả, vẫn có thể đây là chúng nó ra để làm minh họa. Chị nói như vậy chắc chắn sẽ bị report đấy. No. Đây không phải kênh của chị không quan tâm là phải. Đấy. Như vậy đây là một cái video dọn nhà của chị gái mình. Một video hướng dẫn tích trữ rau một cách văn minh sạch sẽ. Video này tuy không có sự tham gia của Tèn Tèn nhưng mà hy vọng các bạn cảm thấy vui. Đây là sự tập thứ 2 trong series Toàn dân chủ động tự cách ly. Tập 2 lẽ ra là ủ bia thì bây giờ đã bị hỏng tiếng, mình đang phải ngồi ì hạch đọc lại, thu âm lại từ đầu. À, của chồng mình rất là hào hứng, toàn cũng không có gì để làm cả, hắn bảo kể cả quay lại cũng được. Anyway, chúc mọi người khỏe mạnh. Thank you for watching. Bye!